Thưa quý vị, cho đến thời điểm này, việc cung ứng và phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh vẫn đang được thực hiện theo kịch bản của Sở Công Thương đã xây dựng trước đó. Tuy cả nước bắt đầu thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội kéo dài đến ngày 15 tháng 4, nhưng ngành công thương và các doanh nghiệp phân phối bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh đã chủ động đảm bảo đủ nguồn hàng hóa trong mọi tình huống. Trong ngày hôm nay, các cửa hàng không phải là hàng hóa thiết yếu tại siêu thị Big C đã tạm dừng hoạt động. Ở nhiều khu vực, kệ trưng bày, hàng hóa đầy ắp, nhất là đối với nhóm hàng hóa thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Không phải chỉ trong ngày hôm nay, mà siêu thị này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân trong suốt thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. Lượng hàng hóa dự trữ thường xuyên đảm bảo cho nhiều tháng. Hiện tại là lượng hàng hóa thiết yếu chúng tôi đã lưu kho rất là nhiều, theo dự tính là đủ khoảng 60 ngày. Vì vậy chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng là hàng hóa tập trung vào những nhóm hàng mì, tôm, gạo, muối, đường đủ để cung cấp cho khách hàng là 60 ngày. Vì vậy là chúng tôi đảm bảo là đủ để nguồn lương thực cho bà con. Ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị về việc cách ly toàn xã hội, các siêu thị, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh vẫn mở cửa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Hoạt động mua bán hàng diễn ra bình thường, không hề có sự phong tỏa như lo lắng trước đó của một bộ phận người dân. Nguồn hàng hóa trên thị trường khá dồi dào. Siêu thị nhà mình là cung cấp rất là đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho gia đình nhà em dùng. Ở quê nhà em là rau quả là nhà em vẫn trồng được. Nên là em chỉ mua những cái gì gọi là gia đình em chưa có thì em bổ sung thêm, mua là đủ dùng trong một hoặc hai ngày để hạn chế khi ra ngoài tiếp xúc với mọi người xung quanh. Trong ngày hôm qua và hôm nay, Sở Công Thương Bắc Giang liên tục nắm bắt tình hình cung ứng hàng hóa của các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và các chợ truyền thống tại các địa phương. Với 4 hệ thống siêu thị kinh doanh hàng hóa thiết yếu và 10 doanh nghiệp, thương nhân phân phối với hơn 3.000 đại lý cửa hàng và hơn 130 chợ truyền thống vẫn mở cửa bán hàng. Ngành công thương khẳng định sẽ đảm bảo đủ nhu cầu hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống. Từ đầu mùa dịch đến nay đã chủ động và tích cực và chủ động chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối địa bàn tỉnh, ủy ban các huyện, thành phố là cân đối cái nguồn hàng dự trữ và đảm bảo cung ứng cho người dân. Trong mọi tình huống xảy ra thì Sở Công Thương đảm bảo là sẽ cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột thiếu hàng và tăng giá đột biến. Chúng tôi đã chủ động xây dựng một cái kế hoạch để triển khai kịch bản đó. Kế hoạch này sẽ tính toán cụ thể đến cái phương án khi tỉnh ta xảy ra cái trường hợp cách ly một khu phố, một xã hoặc một khu vực nào đấy, thì chúng tôi đã tính toán đến cái lượng cung ứng hàng hóa, phương thức cung ứng và cái nguồn hàng cung ứng để đảm bảo là đáp ứng đủ cho nhu cầu thiết yếu của người dân trong cái khu vực cách ly đó. Nắm bắt khả năng cung ứng của từng doanh nghiệp phân phối hàng hóa, xây dựng kịch bản cung cầu hàng hóa theo từng phương án, kể cả trong tình huống khẩn cấp, bắt buộc phải thực hiện phong tỏa. Với sự chủ động của ngành công thương và của các doanh nghiệp, thương nhân như hiện nay, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm, không lo thiếu hàng hóa, ngay cả khi thực hiện cách ly. Sở Công Thương khuyến cáo người dân không cần thiết phải dự trữ hàng hóa, mà chỉ mua sắm theo nhu cầu sử dụng.